kính chào bà con ngày hôm nay thế chia sẻ với bà con một cái video chia sẻ về cái giống cây GT1 và một câu chuyện liên quan đến cái giống cây GT1 này à, ngày xưa thì ở nông trường cao su Minh Thành trồng chủ yếu là cái giống BB235 và trong đó thì cũng có thỉnh thoảng cũng có một vài hecta cũng xen kẽ vô cái giống khác để thí nghiệm như là đó, giống gt một à, bây giờ thì nông trường cao su minh thành không còn nữa à, nông trường cao su minh thành đã thanh lý cây và chuyển giao đất cho bkm và bkm đã, đã lên đầu tư à, và xây dựng những công ty à, những xí nghiệp à, và bây giờ là thuộc bkm minh thành À, thuộc Bình Phước nha mọi con à, thì trước khi mà nông trường à, chuyển giao đất cho tập đoàn BKM Bình Phước để mà đầu tư đồ xây dựng thì nông trường có bán à, hành lý, bán cây hành lý à, cho các, các bà con có nhu cầu muốn cạo mũ hành lý rồi sau một thời gian đó thì à, sẽ cưa gỗ và à, coi như là trả đất lại cho tập đoàn BKM đầu tư thì uh, trong cái giai đoạn đó thì thấy có uh, mua được uh, một uh, khoảng uh, 2 hecta đó hai hecta giống Gt1 uhm, và cũng uh, mua để cạo lúc đó thì uh, rất là rẻ chỉ có một triệu rưỡi uh, một hecta và cây thì uh, vô cùng thấp luôn cây rất là thấp và cây to cây rất là lực cái giống Gt1 quá uh, thường nếu mà uh, À, thường thì nó hơi nhỏ hơn cái giống bb 235 một chút rồi con à, thì thế cũng cạo và có các anh chị công nhân họ cũng mua lại họ cạo thì thế quen được một cái chị công nhân đó thì chị chia sẻ đó cái giống cái lô mà thế đang cạo là mũ rồi rất là nhiều và ngày xưa chỉ công nhân á bốc thăm thường thì công nhân ngày xưa là để mà lãnh phần cạo ấy, thì thường bốc thăm ai trúng được phần cây à, có mũ nhiều thì à, họ sẽ có lương nhiều tức là sẽ, công nhân sẽ hưởng hưởng lương theo cái sản lượng mà à, sản lượng mũ nhiều thì à, à, hưởng lương nhiều mũ ít thì được hưởng lương ít À, nếu họ bóc trúng được những cái phần có mũ hoặc cây nó có mũ nhiều giống có mũ nhiều á Thì uh, họ sẽ có cái uh, thu nhập nó nhiều à, Chính vì vậy thì công nhân uh, rất là uh, mừng khi mà bóc thăm được những cái lô mà có mũ Thì uh, cái chị uh, cạo hành lý uh, mà thế uh, quen được á à ngày xưa chị cũng là công nhân rồi chị bốc hầm được trúng cái lô mà giống gt một ba con thì à, chị nói là ngày xưa á là muốn cho à, mũ nhiều á, thì thường á là, là công nhân lén lén bôi thuốc bôi thuốc à, và cũng bảo vệ thì cũng canh dữ lắm nhưng mà à, phải bôi thuốc thì mà nó mới có mũ nhiều để mà có lương nhiều Thì à, lương thì theo à, phụ thuộc vào cái sản lượng mũ À, thì à, cái giống GT1 này á, thì nó lại là chịu thuốc rất là nhiều rất là chịu thuốc và con rất là chịu thuốc kích thích à, Chính vì vậy thì chị bôi thuốc á, là và chỉ cạo thì lúc nào cũng à, đứng đầu hết à, không phải mình chỉ bôi thuốc à, lô chỉ không mà những công nhân khác thì họ cũng tranh thủ họ cũng bôi tháng họ bôi mấy lần vậy á, để cho nó có sản lượng và không thì cái giống GT1 này nó chịu thuốc nên chỉ cạo cũng như là chỉ lâu lâu chỉ bôi á thì cái lô của chị là lúc nào cũng à, cái sản lượng mũ cũng đứng nhất nông trường luôn chứ không phải là tổ và con có khi tổ này tổ kia thì đứng nhất không nói này đứng nhất của khu vực nông trường cao su minh thành luôn thì chị có chia sẻ là cái giống GT1 này nó rất là chịu thuốc và lúc nào chị cũng đứng đầu hết đến nỗi mà cái anh giám đốc của nông trường cao su minh thành á, ổng à, thì cũng bận rộn lắm nhưng mà không có thời gian và công nhân thì cũng cả rất là nhiều người à, nhưng mà nghe được thông tin là cái cái cô này cổ cạo mũ là lúc nào cũng nhiều và đứng đầu hết thì là đến đổi mà giám đốc muốn xuống gặp coi là cái người công nhân này là người nào hả bà con Ở đó thì uh, chính vì uh, cái cây uh, cái lô chỉ tức là cái uh, giống gt 1 uh, nó có mũ và nó chịu thuốc kích thích mà uh, cái lương cũng như là cái sản lượng mũ lúc nào cũng cao thì ngày hôm nay thế cũng chia sẻ với bà con uh, uh, thì cái giống gt 1 cũng là một trong những cái giống mà À, giống tốt á có sản lượng à, mũ nhiều và cái đặc điểm của cái GT1 thì cái lá nó nhỏ và cái à, khi mà nó chảy á, nó chảy thì cái mũ nó uh, chảy xuống cái mán là nó cái hạt mũ á, cái giọt mũ nó nó nhỏ à, hơn so với cái giống BB235 phải không giống BB235 mỗi khi nó nhỏ giọt xuống thì cái giọt mũ là nó, nó to hơn à, đó thì à cái, như vậy thì cái giống GT1 cũng là một trong những cái giống mà à, có à, có cái à, năng suất rất là cao hơn. À, Chính nhờ cái giống này mà cái chị à, công nhân mà Thế mới vừa chia sẻ câu chuyện hồi nãy giờ đó, Là luôn đứng đầu luôn, luôn đứng đầu đứng nhất của nông trường luôn Và nổi tiếng đến đội mà à, người giám đốc muốn xuống à, gặp coi người công nhân này là người nào luôn đó bà con rồi câu chuyện đến đây thì cũng dài rồi thế cũng cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi à, kính chào và hẹn gặp lại bà con